expliquer les objectifs de cette classe. Lớp học này thì là cái lớp để giúp hướng dẫn cho những người học được biết cái cách để mà tự chăm sóc cho mình và chăm sóc cho người thân. L'objectif c'est qu'ils montrent comment on se soigne, on soigne d'abord pour soi-même et après pour les autres. Và ở đây thì cái nhóm anh em mà hướng dẫn ở đây thì chỉ giúp cho những người học cái ngày thứ bảy và chủ nhật á, là đến cái kiến thức những cái cách thực hành, nhưng mà để mà chữa bệnh á, thì cái ngày thứ hai và thứ ba buổi sáng tiếp đến á, thì sẽ hỗ trợ cho anh em ở đây á, là cái chữa cho những cái bệnh nhân mà đến đây xin chữa. Samedi dimanche, le programme, je vous donne le résumé du programme. Samedi dimanche, on apprend comment on se soigne et on commence à seulement pratiquer à partir de lundi, mardi et mercredi. Pratiquer et soigner. Donc l'objectif, c'est bien apprendre samedi et dimanche, bien apprendre les différentes étapes pour soigner et on procédera aux soins, c'est-à-dire dispenser des soins, vous montrer comment on fait à partir de lundi. Do đó là cái anh em đến đây học ấy, là mình học cái cách mà thực hành, rồi mình học cái cách để mà mình chữa bệnh cho nhau ở trong cái ngày thứ bảy và chủ nhật. Thành ra mọi người cố gắng mà làm sao ấy, là theo dõi và thực hành cho sát cái chương trình. Donc pour pouvoir dispenser des soins tout à l'heure, donc il faut bien regarder avec comment dire, bien regarder les différentes étapes. Il va nous montrer les différentes étapes comment pratiquer le soin. Mọi người sẽ nhìn ở đây cái bảng mà trước khi mà chúng tôi hướng dẫn đó, thì chúng tôi lấy là cái ý kiến của một cái giáo sư bác sĩ trường đại học y ở California. Thì ông ấy nói nếu mà làm một cái phẫu thuật tạo stent thì người bệnh nhân phải trả $30,000, còn nếu mà phẫu thuật mà để nong vào mạch vành á thì phải trả $7,500. Còn dùng một cái thời gian ấy mà để dạy cho người bệnh nhân biết cách ăn uống, biết cách sinh hoạt và bất cứ tự điều chỉnh cho mình thì họ chỉ tốn $100 thôi. Và nếu như mà dùng cái thời gian để dạy cho người bệnh mà làm sao để biết giữ gìn sức khỏe, tránh được bệnh tật thì không có tốn xu nào. La médecine des capillaires nous remplace, enfin on va dire, on ne va pas dire remplacer, mais si par exemple vous prenez la technique de stent, ça va vous coûter $30,000. Si on prend de la chirurgie, ça va coûter $7,500. Si on fait, comment dire, on va prendre des cours pour manger, boire, etc. auprès d'un diététicien, c'est $150. Ici, c'est gratuit, simplement. Il faut savoir bien apprendre les techniques pour faire circuler le sang. Vậy cái phương pháp này là phương pháp y bao mạch. Mà nếu như mà mọi người mà học cái phương pháp này, là sau khi học xong thì sẽ không có tốn xu nào với thầy thuốc. Si on pratique correctement ce qu'on va apprendre là, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Parce que l'essentiel, c'est faire bien circuler le sang dans le corps. Thì mọi người phải hiểu đây là cái phương pháp này có cái tên gọi là y bao mạch, la médecine des capillaires. La médecine des capillaires, la technique, la médecine des capillaires. Là để cho ta hiểu nó không phải là một cái môn bấm huyệt của người Trung Quốc hay là của một cái trường phái nào, mà đây chính là cái môn y bao mạch của người Việt Nam. Donc ça c'est une technique purement vietnamienne. Il ne vient de pas d'ailleurs. C'est ce que nous on a créé au Vietnam. Voilà. C'est la médecine de capillaire. Và đối với cái phương pháp này thì mau mạch là chủ yếu, và bệnh tật và cũng như sức khỏe của người ta mà được tốt hay không là điều là từ mau mạch ra đây. Les veines c'est important parce qu'on a quand même un kilomètre de veines, d'artères qui circulent dans le corps. Donc la technique aujourd'hui c'est bien à faire circuler le sang dans le corps. Là chúng ta có thể nhìn thấy cái hình đó, là cái động mạch và tĩnh mạch và những cái sự trao đổi chất ở trong cái cơ thể con người ta, tất cả đều nằm trong hệ thống mạch. Donc voilà le chemin du cœur. Hệ thống tuần hoàn vận chuyển máu từ tim đến các mô của cơ thể, sau đó lại trở về tim.
máu dầu oxy được bơm từ tâm thất trái là từ cái mao mạch bạn ạ. Cái đặc biệt của cái mao mạch á, thì mao mạch ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường mao mạch ở đây là 5,8 micromet. Le diamètre des artères, des capillaires, c'est dans les 5,7,8 micromètres. Nhưng mà hồng cầu á, để đi qua cái mao mạch đó thì từ 7,8 đến 8 micromet. Pour faire passer, le bulle rouge passe avec 7,8 micromètres. Nhưng mà micromètres. Cái nguyên tắc của nó là cái mao mạch đó, khi nó qua một cái hồng cầu mà qua cái một cái mao mạch đó, thì cái mao mạch đó là nó nhỏ hơn cái hồng cầu để nó tạo một cái sự cọ sát, và nhờ sự cọ sát đó thì nó mới tạo ra năng lượng, nó mới tạo ra dinh dưỡng, nó tạo ra chất. Mà nhìn mà cũng chính vì cái sự cọ sát đó mà nếu mao mạch mà nó có vấn đề thì nó sẽ bị gây tắc nghẽn, nó đang làm cho bệnh tật. Les globules doivent bien passer à travers les capillaires. Si les capillaires sont bouchés, les globules ne passent pas. Donc ça peut créer à ce moment-là des blocages. Vậy thì cái phương pháp này là mục đích của phương pháp này là làm cho những cái mao mạch mà bị tắc nghẽn được lưu thông. Voilà, la technique qu'on va vous apprendre, c'est bien faire circuler les globules à travers les capillaires. Ouais. Bây giờ mọi người thấy nhìn thấy cái mao mạch đó nằm ở đây, à, để cho chúng ta coi. Les causes du blocage. Oui. Mà bây giờ là trong tất cả những cái này thì cái mà người ta vẫn kêu gọi đó là không nên hút thuốc, vì hút thuốc nó làm cái mao mạch nó bị co lại, nó làm cho tắc nghẽn. Rồi. Cái thứ hai nữa là hiện nay là trên thế giới chúng ta là từ cái điều về môi trường ấy, chúng ta cũng bị ô nhiễm, rồi thực phẩm cũng bị ô nhiễm, và nói chung là toàn cầu bây giờ là đã có cái dấu hiệu là ngộ độc toàn phần rồi, và do những cái thực phẩm rồi, chứ không phải riêng ở Việt Nam không. Beaucoup de toxines dans les aliments, l'air, etc. Il n'y a pas que au Vietnam, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de toxines. Donc l'air aussi quand on respire, ça présente également n'est pas aussi pur. Và như vậy á, là khi mà cái tại vì á, là cái nguyên tắc á, là mao mạch mà được mà lưu thông tốt á, thì hồng cầu đi đến đâu thì oxy đi đến đó, và chính nhờ oxy mà nó nuôi dưỡng tất cả những cái cơ quan và những cái tế bào mình được là luôn luôn tươi trẻ. Nhưng mà nếu mà nó đi không đến nơi á, thì nó sẽ làm cho bị thối quá, bị lão quá. Il faut que le sang circule correctement dans tout le corps. Dès l'instant où le sang circule bien, il va apporter de l'oxygène. Et à un moment donné, si dans le corps il y a des points de blocage, l'oxygène ne va pas arriver à ce point-là. Donc ce point-là va être à ce moment-là malade. Et ça peut créer, comment dire, cette partie du corps, quand l'oxygène ne parvient pas, il ne vit plus. Voilà. Và cái đặc biệt của cái phương pháp này á, là thứ nhất á, là nó có cái cách mà để làm cho những cái mao mạch nó được giãn ra và được lưu thông. À, thì cái phương pháp mà người mà làm ra là do bà Quỳnh Thị Lịch á, thì bà có cái cách làm cho cái mạch máu được lưu thông, mà cái mạch này là mạch ngoại vi. Cette technique est inventée par Madame Gonfizet, la photo vous voyez, c'est elle qui a inventé la méthode. Et c'est la méthode aujourd'hui, c'est bien faire circuler le sang partout dans le corps. Il faut enlever les points de blocage. Yeah. Ngoài ra thì cái phương pháp còn có một phương pháp còn có cách nữa là dùng cái đá để chườm nóng cái vùng gan làm cho giãn mao mạch nội tạng. Pour faire dilater les veines et les artères, les capillaires. À ce moment-là, il faut prendre les pierres, la pierre chaude, la pierre basalte chaude. Et comme ça, si vous mettez sur la partie du corps le foie est un organe qui filtre toutes les toxines que le corps accumule. Nhưng mà mình áp dụng phương pháp này á, thì những cái nơi bế tắc ở ngoài vi á, được đó là lưu thông và trường đá hàng ngày thì nó làm giải độc và chuyển hóa ở trong cái cơ thể, giúp chúng ta có thể là sống mà không bệnh tật và có thể sống tới 120 tuổi. La pierre chaude, quand vous mettez sur, vous chauffez la pierre, si vous mettez sur le foie va filtrer
les toxines. Donc à ce moment-là, on peut dire que c'est une coupure. Donc ça peut mener à ce moment-là à une vie supérieure. On peut vivre plus longtemps, plus jeune, 100 ans, hein, on va tous espérer comme ça. Parce que en fait, si l'organe est purifié, on va dire cela, le corps va également être purifié. Donc, on devient plus jeune. Le corps devient vieux parce qu'il accumule les toxines. Là. Le chaud permet de faire dilater. Le froid, alors la technique du froid, le froid va réduire hein, la dimension. Quand vous avez mal, ça gonfle. La chaleur, le mal va faire gonfler les artères. D'accord ? Et quand vous prenez une pierre et vous mettez la pierre froide, ça va résorber. Hein, c'est la technique du chaud et du froid. Le chaud dilate, on a les jambes lourdes. Quand vous avez les jambes lourdes, on vous dit souvent, il ne faut pas aller dans les pays chauds. Évitez les opérations, par exemple, quand on vous dit que vous faites des opérations, vous faites l'opération en hiver, pas en été. Parce que comme les vaisseaux sont dilatés, à ce moment-là, vous avez plus de risque d'avoir des hémorragies. Par contre, la pierre chaude, si vous mettez sur le foie, comme le foie est un organe qui va filtrer le sang, donc ça va apporter, c'est comme une machine qui va enlever les toxines. Vous savez, la machine qui purifie l'eau. On va prendre cette technique-là. Quand vous avez une machine qui purifie l'eau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous regardez les recettes de tous les diététiciens, ils vous disent souvent, achetez des pierres, mettez la pierre dans l'eau, ça va filtrer l'eau, vous buvez. Donc, ça va purifier votre corps. Ici, c'est la même technique. La pierre que vous utilisez, puisque ici, c'est Maître Yuan Kiao qui a inventé, qui a fabriqué la pierre au Vietnam et qu'on a importé ici. Si vous chauffez la pierre, vous mettez sur le foie. Le foie, c'est un organe qui filtre les toxines, enfin, qui filtre le sang, qui permet d'enlever les toxines. Et là, le sang purifié va circuler partout dans votre corps. Et là, ça va vous permettre de régénérer un petit peu, apporter plus d'oxygène sur des points de blocage. Enfin, les points de blocage, il faut les enlever. Hein. Il n'y a pas que la pierre. La pierre ne suffit pas. Il faut également apprendre la technique pour débloquer les points de blocage. Et seulement après, la pierre, elle va à ce moment-là, c'est un outil en plus, on va dire, un outil en plus qui va permettre de purifier le corps. C'est complémentaire. La pierre, ça ne suffit pas. La technique de déblocage, ça ne suffit pas non plus. Vous faites le déblocage de votre corps, vous apportez la pierre, vous associez, et là, oui. Ça marche. Alors, Monsieur Zalmanov, lui, il a trouvé la technique, le chaud et le froid. Le chaud permet de dilater, le froid permet de réduire l'artère. Donc, quand vous faites, ça c'est un effet tout à fait physique, quand vous avez chaud, ça dilate, quand c'est froid, ça restrécit. Donc cette technique-là permet à ce moment-là d'activer la circulation sanguine. Và tiếp nữa, một cái người mà được giải Nobel đó là Koch, là ông nói về cái nguyên lý của sự lưu thông của mao mạch và cái sống như chết do cái mao mạch ở đây. Et Monsieur Kroc, lui, c'est celui qui a reçu le prix Nobel et il a découvert la technique. C'est que le corps, on a pour bien vivre, il faut bien soigner les capillaires. C'est lui qui a trouvé la technique. Le capillaire, c'est un élément essentiel pour avoir une bonne santé. Tous les travaux sur les capillaires, c'est lui qui a fait. Ici, vous voyez, on voit bien que l'épaisseur du tissu du capillaire est très épais, ce qui fait que ça empêche que les globules rouges passent. Vì cái là máu bên ngoài ta từ tim đi ra thì nó đi ra thoải mái, nhưng mà khi mà trở về những cái van tĩnh mạch này chính là những cái nơi mà để ngăn chặn dòng máu chạy về tim quá nhanh, mà đồng thời nó cũng là nơi để nếu mà nó bị trục trặc ra thì nó sẽ gây ra bệnh tật. Quand le sang sort du cœur, ça va très facilement. Mais c'est quand le retour du sang vers le cœur, c'est là où il y a des soucis. Quand les artères sont trop épais. Hein? Ben ouais.
Parce que quand vous avez le chlorestérol, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a du gras à l'intérieur. C'est comme le tuyau d'arrosage, hein, vous savez. Quand l'eau ne passe pas correctement, ça crée quoi? Ça crée des épaisseurs. Hein? N'importe quel tuyau d'arrosage, si vous n'utilisez pas, l'eau ne passe pas, ben, il va toujours rester des résidus. Voilà. Et ben, c'est la même technique et même fonctionnement pour les artères. Les artères, tant que le sang circule correctement, il nettoie. Mais si le sang ne circule pas, il reste toujours des résidus accrochés aux parois de l'artère. Như vậy, cái phương pháp này là cái phương pháp chặn cái động tĩnh mạch lớn ở nách và động tĩnh mạch quay và trụ ở đây để cho máu nó được chặn lại. Và khi chặn lại, những cái động tĩnh mạch lớn bị chặn lại thì những cái động tĩnh mạch nhỏ nó sẽ gây một cái áp lực, nó tăng tăng áp suất và làm giãn hết mấy cái mạch. Alors la technique c'est que vous avez dans le corps vous avez des veines, des artères, des capillaires. Donc normalement le sang il circule à travers des gros tuyaux que nous on appelle les veines et les artères. Si on va bloquer les veines et les artères, le sang comment il peut circuler? Il va circuler à travers des petits capillaires. Et là la technique c'est que si ça bouge quelque part, si on bouge les artères et les veines, il faut faire de telle sorte que le sang. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.